Rồi cô bác ơi, hôm nay mình có dịp mình đi xuống chỗ bánh xè Bảy Tới rồi cô bác. Mình có ghi một clip cho cô bác xem nha. Bánh xèo Bảy Tới ở cái răng này là nổi tiếng nhất. Tất cả các khách nước ngoài đồ họ cũng biết đến cái địa danh bánh xèo Bảy Tới này cô bác. Rất là nổi tiếng. Khách du lịch nước ngoài về là họ khách du lịch ở nước ngoài về là họ họ tới tìm tới chỗ này nè cô bác. Đó, cô bác thấy chưa? Rất là nổi tiếng, rất là hoành tráng. Mà này nó nằm trong cái đường nhỏ cô bác ơi. Cái đường này kêu là cái đường mà Cái Sơn Hàng Bàng. Cái đường này nó đi chỗ thẳng lên cầu Bà Bộ cô bác. Rộng lắm cô bác, rất là rộng. Hai ba gian luôn. Buổi chiều tới cái buổi sáng là tấp nập đó cô bác. Buổi sáng là đông khách lắm. Yeah, buổi chiều tối rồi. 4 giờ mấy 5 giờ là thành ra đó, cô bác thấy khuôn viên ở trong. Đó, họ đang bán nè cô bác. Nổi tiếng nhất vùng của cô bác. Rồi, tiếp tục đi cô bác ơi. Đây bây giờ mình sẽ đi cho cái đường hẻm tổ 36 này, hẻm tổ 6 rồi cô bác, hẻm 36 tổ 6 này. Mình sẽ vô con đường này, mình đi ra con cầu Cái Răng. Rồi mình tiếp tục mình đi cô bác. Ở đây mình đi mình chỉ biết con đường tắt để mình đi với cô bác. Tắt nó đi thì mình khỏi thấy đi đường vòng mình lên cầu nó xa lắm. Bây giờ mình đi ra cái đường tắt đường sân bóng này ra. Ở đây là chân cầu Cái Răng đi ra nha cô bác. Tại công văn thì thấy cái đường này nó như bàn cờ nhưng mà cuộn đường hết trơn à. Có đường nào quẹo ra. Không có đi qua, không có đi vô đây được. Xe đậu đây à, đi bộ qua được. Đi bộ chứ đi ra không được hả cô? Không đi tắt được hả cô? Quẹo ra chặn những kiếp không được hả cô? Đường kia cũng bị chặn rồi. Ờ à, đất đang làm lộ hả cô? Rồi con cảm ơn. Bỏ tắt rồi. Bỏ tắt rồi. Bỏ tay rồi. Rồi, bây giờ mình đi không được luôn rồi cô bác ơi. Bắt buộc phải chở ra. Chở ra mình đi đường vòng có nghĩa là mình chung với cái cầu Cái Răng mình đi bộ chở ra cô bác ơi. Không có cách nào đi ra được rồi. Tại họ đang nâng cấp con lộ lên đó cô bác. Chở vô không được thì mình đi chở ra à, à, mình cũng thường hay nói với cô bác à, đi vòng một lát đi tắt ngày thấy không chở ra nữa rồi nè cô bác. Mình đi tắt à, mình tính đi tắt cái đường này ra là mình đi xuôi chiều mình qua Cái Răng luôn,
mình khỏi phải lên chung làm với đường cầu, bây giờ bắt buộc trở ra rồi đi con đường vòng không được đi đường tắt rồi. Hôm gài mấy cái clip rồi được hết rồi cô bác, cuối cùng mắc bọt lại hết. Rồi ra trục đường lớn, cái đường này quẹo phải là về Phong Điền nha cô bác, dàn sáng Phong Điền, còn quẹo trái là chung xuống cái cầu Cái Răng. Chung xuống cái cầu Cái Răng thì bên đây nó sẽ có chợ là chợ An Bình nha cô bác. Đây cô bác sẽ thấy ở đây là cái chợ An Bình đó. An Bình mắc kịch đó. Đây cô bác thấy chưa, rõ chưa, chợ An Bình nó nằm dưới cái chân cầu Cái Răng nha cô bác. Sau lưng chợ An Bình này là cái chợ cái chợ nổi Cái Răng nó nhóm ở đó đó cô bác. Rồi tiếp tục cô bác ơi, tiếp tục lên đường. Rồi bây giờ mình sẽ chung xuống với cái chân cầu Cái Răng cho cô bác xem nha. Đó cái cầu Cái Răng đó, bây giờ mình chung xuống nè. Đây đây mình chung xuống gầm cầu luôn nè cô bác. Đó cô bác thấy rõ chưa, đó mình đang chạy dưới gầm cầu đây. Đầu xấu thì nó cách nhau khoảng 400m rồi cô bác, không có xa. Cái cầu đầu xấu này á, nó cái con rạch của cái cầu đầu xấu này sẽ chỗ lên chỗ cái bệnh viện quốc tế Phương Châu á, đường Nguyễn Văn Cừ nó dài đó cô bác. Nó hai con rạch này nó liên thông với nhau lên tới chỗ nó thành ra cái cầu ở chỗ kia là cái cầu đầu xấu 2. Cô bác thấy bên tay trái là đường 3 tháng 2 đó cô bác. Còn bên tay phải này là đường 30 tháng 4 nè. Hai cái con đường nó chụm nhau ngay chân chỗ cái cầu đầu xấu này nha cô bác. Nó không đi song song mà nó chụm đầu nhau ngay chân chỗ cái vòng xoay đây. Để mình chạy theo cái vòng xoay cho cô bác xem nha. Cô bác xem tổng quan chỗ cái vòng xoay nè. Có đường 30 tháng 4 nè, nó đâm lên nè. Đây cái vòng xoay đây à, đây là 3 tháng 2 nè. Đó. Rồi đây bây giờ bọc trở lại đây. Nhà thờ An Hòa đây. Rồi trở lại đây đầu đầu xấu đây. Đó. Cái vòng xoay này là hai con lộ nó giao nhau chụm cái đầu với nhau ở đây luôn. Rồi nó sẽ qua một con cầu đầu xấu là nó thành một con lộ duy nhất. Bên tay trái mình là qua cầu đầu xấu tí xíu trên 30 tháng 4, bên tay trái là bệnh viện y học cổ truyền nha các bác. Đó bệnh viện y học cổ truyền, hồi trước mình có ghi hình rồi đó các bác. Hồi lúc trước cái bệnh viện này địa chỉ tọa lạc đó là số 6 đường 30 tháng 4. Ở đây không thay đổi nhưng mà chỉ có cái tên đường là cái số đường là nó thay đổi thôi các bác. Bây giờ nó là 768 đường 30 tháng 4 các bác. Cái số nó khác thôi nhưng mà cái y học cổ truyền nó vẫn nằm ở đây. Rồi tổng quan là vậy đó cô bác, bây giờ tiếp tục.
cô bác sẽ thấy cái con đường 30 tháng 4 này, chỗ này nó ngoặt cua ăn lờ nè. Đó, cô bác thấy chưa? Nó ngoặt cua ăn lờ để nó chụm giao với cái đường 3 tháng 2 ngay cái tiếp điểm là cái cầu đầu 6 đó cô bác. Đó, bây giờ mình đang đi về đài truyền hình nha cô bác. Đài truyền hình thành phố Cần Thơ. Trường cao đẳng Cần Thơ, Đại học khu 1, khu tập thể giáo viên, Đài truyền hình thành phố Cần Thơ, rồi Đài truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ. Ở xa xa kia cái đèn đỏ, cô bác thấy đó là một con đường mình, con đường mới mở tắt ngang là mình quẹo trái lên là nó chở 3 tháng 2 nó đường nó chở vô khu dân cư Hồng Phát mà mình cái clip mình có gây quay cho cô bác xem rồi đó, là nó sẽ chở xuống đây quẹo xuống tay phải là đường Trần Hoàng Na. Trần Hoàng Na là sau này là bắt cái cầu thẳng từ cái trục đường này chở qua bên bến xe mới Cần Thơ luôn đó cô bác. Đó, cái con đường này nó mới mở ở bên này. Đây, nó mở bên này. Ở đó là con đường nó chưa có. Còn cái con đường bên tay phải là nó có tên từ lâu rồi. Con Trần Hoàng Na thì nó có lâu rồi các bác. Mình nói cái con đường đó là ngày xưa đó là xe tải mà nó chạy chở cát đá, nó xình lầy nó nổi như bắt hôi đó cô bác. Hồi đó bề ngang nó khoảng 4 mét à. Mà nó xình dữ lắm xình luôn. Đó bây giờ mình đi thẳng luôn cô bác, không quẹo. Đây đường Trần Hoàng Na đó, có mày cần cẩu chục dưới đó cô bác mà thấy đó. Đó. Bây giờ mình đang chạy về đài đầu tiên mình tới trước nhất là trường cao đẳng Cần Thơ. Trường cao đẳng Cần Thơ là nó xuống nó là 209 đường 30 tháng 4 đó cô bác. Phường này là phường Hưng Lợi nha cô bác. Bây giờ đổi tên rồi cô bác ơi, 413 đường 30 tháng 4. Đó, trường cao đẳng Cần Thơ 413 đường 30 tháng 4. Cái trường đường này đổi tên rồi đó. Ngày xưa là công văn đi là 209 đường 30 tháng 4. Rồi, tiếp điểm này là tiếp tục ở đây là nó hết cái trường cao đẳng rồi cô bác. Đó, con lộ đi vô này đây là bắt đầu nó giáp với cái đại học khu 1. Đại học khu 1 này là khu tập thể của giáo viên đại học Y Dược đó cô bác. Ngày xưa là cái trường Y Dược nó nằm ở đây luôn, dưới nhà xuất bản đại học Y Dược luôn. Đó, rộng gì đó cô bác. Đó, nhà xuất bản đại học Y Dược này hồi trước nằm ngay cổng này nè cô bác. Đó, mình vô công văn ngay đây nè. Bây giờ cái khu này bây giờ hầu như là bỏ phế luôn rồi cô bác ơi. Đây. Đây cô bác có thấy đại đài truyền hình thành phố Cần Thơ đây. Phòng sản xuất phim truyền hình nè cô bác. Đây. Rất lớn là phòng dịch vụ quảng cáo nè. Ở đây đóng cửa cô bác ơi, xin đi. Đây, đài truyền hình thành phố Cần Thơ. Địa chỉ một lần là 213 đường 30 tháng 4, bây giờ thì chỉ nói được chưa cái tờ bản rồi. Đây. 4099 đường 30 tháng 4 của bác ơi. Đây có phòng truyền hình luôn. Đó. Rồi tiếp tục cô bác ơi. Đó, đài truyền hình đó cô bác. Đó dạ rồi, dạ rồi. Đây là đài truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ đây cô bác. Còn ở đó đài truyền hình thành phố Cần Thơ. Này 215 nè. Có chữ 213 đường 30 tháng 4. Là đài VTV đó cô bác. Đó. 407 đường 30 tháng 4 đài truyền hình Việt Nam đó cô bác. VTV. Rồi, đi tiếp tục cô bác. Đó, cô bác thấy cái đài nó cao quá, không trời mây đó. Đây. Đó,
coi truyền hình đó cô bác. Rồi tiếp tục cô bác ơi. Tiếp tới con đường cắt ngang này là con đường Nguyễn Văn Linh nha cô bác. Nguyễn Văn Linh này nó chỗ về bên Ô Môn, chỗ nhà máy nhiệt điện Ô Môn đó cô bác, là cũng gọi là con đường 91B á. Đó, con đường bên tay trái mà xe tải đang chạy ngang mặt mình đó là con đường 91B đó cô bác. Bây giờ không còn kêu 91B nữa là mà con đường Nguyễn Văn Linh. Tại vì 91B á là nó chỗ về lộ 91. 91 để về mình là Long Xuyên Châu Đốc đó cô bác. Cái cầu này cầu Hưng Lợi mình có ghi hình rồi nè cô bác. Đây cái trục đường của cầu Hưng Lợi nè. Đó đi về cầu Dẫn Cần Thơ đó cô bác. Rồi tiếp tục luôn cô bác ơi. Đây xa xa kia đó là bên kia của Phạm Nhật Vượng đó cô bác. Trường này trường Lương Thế Vinh cô bác ơi. Đây, khuôn viên của trường Lương Thế Vinh. Đây cô bác thấy đây, Lương Thế Vinh, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Tổng quan thôi cô nha bác. Đây, nhà thờ An Thạnh, giáo xứ nhà thờ An Thạnh cô bác. Hết Vinh rồi cô bác ơi. Mình hôm trước mình có quay chung cái clip với viên bia của Phạm Nhật Vượng á. Nếu mà nó còn dung lượng thì nữa mình quay về mình quay cho cô bác xem. Chắc là hết bia nè, nó báo hết bia nè cô bác ơi. Còn có 5% bia nè. Clip nó có ngắt ngang cô bác thông cảm nha, tại không hẹn trước, tại vì máy báo hết bia nè. Đó cái ngân hàng Đông Á là khách hàng của mình nè cô bác. Đông Á Bằng nè. Đó là nguyên bia của bạn Nhật Vượng đó. Đó cô bác. Đó bây giờ mình trở lại quay video cho cô bác để nó hết pin. Đưa video đợt nào quay lại tới đây nó cũng hết pin cho cô bác. Cứ hoài mà không quay được. BBD là thuốc thú y của BBD đó cô bác. Đây khu dân cư số 5 nè cô bác. Đây thuốc thú y BBD nè. Khỏe anh Bang? Khỏe hả? Đây cô bác, công ty chi cục thú y BBD nè cô bác. Chưa nó có chữ cho đi đêm luôn nhưng mà bây giờ là cái chữ nó gỡ ra xuống sao rồi. Đây kỹ thuật chăn nuôi thú y đây có sẵn rồi. Đó bữa nay quay được clip của BBD mà cô bác xem. BBD là thấy không? Đó là dài bên kia đó là phim của cái nhà sản xuất đó cô bác. Rồi mình quẹo vô chút xíu cho cô bác xem nha, hết pin luôn rồi. Nó báo hết pin hoài luôn. Đây là khu dân cư số 9 nè cô bác. Trong này là khách hàng công ty cao á, công ty cao mỹ phẩm đó cô bác. Là khách hàng của mình trong này, với khách sạn Mùa Xuân. À, Spring Hotel á. Đây là cái bên hông của BBD mà cô bác.
nó dày lắm. Đây. Đó, bên hông của Vinadium nó cũng có. Rồi, sẵn đây mình vô khách sạn mùa xuân cho cô bác xem khách hàng của mình luôn. Spring Hotel. Đây. Đây cô bác, Spring Hotel đây. Đó, khách hàng của mình nó cũng đây, cái bảng trước đây cô bác. Đây, sao mùa xuân. Đó, tổng quan ở trên đây cô bác. Tổng quan ở trên của khách sạn đây. Đó, để là vậy đó cô bác. Khách hàng của mình ở đây. Còn cái công ty cao nó nằm bên kia cô bác. Công ty cao Việt Nam á, mỹ phẩm á. Đó, nó nằm ngay chân tòa nhà đó đó cô bác. Rồi bây giờ hết pin luôn rồi cô bác ơi. Nó báo hết pin liên tục, chắc nó ngắt ngang quá. Đây. Đó, tổng thể là vậy đó cô bác. Mình nhanh sang ra cho cô bác xem tổng thể khách sạn mùa xuân. Đây. Khách hàng này cũng hay lắm. Họ công văn của mình là hai mấy năm rồi đó cô bác. Hàng quá, khách hàng bên khách sạn lưu chuyển cho khách đó. Liên tục đó cô bác. Khách hàng này truyền thống đó cô bác ơi. Nói chung một thời với một con rồi đó cô bác. Con với khách sạn Ninh Kiều rồi đó. Khách sạn Victoria rồi đó. Là một dãy này nó chung nhau đó cô bác. Đồng ý là nó khác chủ nhưng mà họ gửi trong cùng một thời điểm với nhau cô bác. Rồi. Rồi, bây giờ xong rồi mình đi trở ra cô bác. Rồi, tổng thể vậy. Thôi mình đi trở ra cô bác ơi. Đây là mình ở trong khu dân cư số 9 nè cô bác. Bây giờ mình đi quay trở ra. Đây, quay lại Vinadium nè. Đó, Vinadium cái dãy nhà của nhà xưởng của họ nó dài vậy đó. Thú y. Ở đây thì nó tương ứng với thuốc Á Châu ở số 10 Hậu Giang cô bác, chứ không có nhỏ đâu. RC Max cũng là khách hàng của mình đó cô bác. Đây có quán ăn đẹp đời đó cô bác. Đẹp đời Cần Thơ này nhiều lắm. Cần Thơ bây giờ tới 7 rồi, thứ 6 bây giờ được 7 đẹp đời rồi. Quán ăn đẹp đời. À, cô bác thấy cái phòng ơi sao không, trời không tối vui thấy không. Thành ra hình ảnh cô bác thấy không có sắc nét. Ngay bây giờ quay xa xa quay kia cho cô bác xem luôn. Đông Á đây, khách hàng mình đây. Đông Á Bằng. Đây ngân hàng thương mại của phần Sài Gòn nè cô bác. Cũng là khách hàng của mình đó cô bác. Đây,
đây là quán bia đây, quán bia chỗ cổng vào đó cô bác. Đó, bên kia là quán bia chỗ cái cổng công văn hàng hóa lưu chuyển đó cô bác. Đó, đó, bên này cô bác nhìn chí trên trời cao lên luôn. Đó, thấy chưa? Đó, cô bác thấy rõ chưa? Đây. Có chiếc máy tận trên trời cao luôn, nhìn chất ót luôn. Đó. Rồi bây giờ mình đi sau hậu, sau hậu mình bọc lại cô bác. Đây. Phía sau hậu của bia đây. Đó, có cái thang đó là thang lồng kính nha cô bác. Cô bác đi lên đi xuống là thấy nhìn cảnh quan ngoài hết nè, không có bít, không bít bùng. Đó, Vincom, Plaza. Cô bác thấy không? Ai thấy rồi đó, Vincom Plaza đó. Rồi, tổng quan là vậy cô bác. Mình chạy xuống chỗ cái đường hôm trước mình rồi mình nói cái đường mình phát hàng nè cô bác, mình chạy xuống cho cô bác xem. Đó, khi mình giao hàng của bên con là mình chạy xuống trục này đi cô bác. Đó,